Chào mừng các cậu đã quay trở lại với kênh Way to Way Anime. One Piece trước giờ luôn là một trong những bộ anime thuộc thể loại shonen đáng xem nhất. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ nói về những lý do tại sao One Piece lại đáng được xem. Nếu các cậu đang phân vân rằng mình có nên ngồi cày One Piece hay không, thì tớ đảm bảo sau khi xem video này, các cậu sẽ không phải phân vân nữa. À, lưu ý là tớ sẽ nhắc đến một số chi tiết trong phim, nhưng các cậu yên tâm là kể cả có xem spoil, thì đến lúc xem phim, các cậu cũng không hề bị tụt hứng một chút nào luôn. Nào, chúng ta vào với video thôi. Let's go! Có một điều mà tớ phải công nhận rằng hoạt họa của One Piece càng ngày càng xuất sắc theo thời gian. Các nhà làm phim đã để ý và đầu tư nhân vật hơn rất nhiều. Được ra đời từ những năm 1999, với công nghệ và kỹ thuật thời đó, One Piece tuy không quá xuất sắc, nhưng các cậu có công nhận rằng biểu cảm của các nhân vật của những tập đầu One Piece khá là hài hước không? Có thể công nghệ thời đó chưa thể phát triển quá nhiều, nhưng các nhà làm phim lại đầu tư về biểu cảm nhân vật. Kể từ tập đầu tiên tớ xem và nhìn thấy nụ cười của Luffy là tớ biết tớ sẽ thích bộ anime này. Đặc biệt, càng về sau, các biểu cảm lại càng hài hước. Thành Usopp chính là nhân vật gây hài hước cực mạnh với loại biểu cảm của mình. Càng những tập sau, One Piece lại càng được đầu tư nhiều về mặt hình ảnh hơn. Đặc biệt là sau Time Skip, băng mũ rơm đã xuất hiện với các tạo hình mới. Các nhân vật đều được thay đổi, đặc biệt là các nhân vật nữ như Nami và Robin. Tớ đã rất hào hứng khi thấy Nami trong hình ảnh tóc dài và Robin thì trắng da. Cơ mà còn có thứ khiến tớ bất ngờ hơn về hai cô nàng này, mà thứ gì thì các cậu tự biết. One Piece cũng là một trong một số ít các bộ shonen thay đổi trang phục cho các nhân vật thường xuyên. Mỗi S lại là một bối cảnh hoàn toàn mới. Các nhân vật được thay đổi trang phục để phù hợp với bối cảnh. Và gần đây nhất, tớ rất ấn tượng về S Wano, phải nói là đẹp nhất trong One Piece. Đặc biệt với nhân vật Zoro, con cưng của thì Oda, đẹp từ đầu đến chân, đến cả khuyên tai cũng đẹp. Các hòn đảo mà băng mũ rơm đi qua đều được thể hiện vô cùng đặc sắc và ấn tượng theo một cách riêng. Các cảnh hành động cũng được vẽ vô cùng chi tiết và đã mắt người xem. Về phần nhạc phim thì khỏi nói, với chuỗi gần nghìn tập, One Piece có cả một list nhạc dài dằng dặc từ opening đến ending đều là những bài hát rất hay. À, có một sự thật khá thú vị là nhóm nhạc nổi tiếng Đồng bằng Shinki từng hát nhạc opening và ending trong những tập đầu đấy. Vậy là đủ biết từ hình ảnh đến âm thanh của One Piece ấn tượng đến cỡ nào. Chưa kể, các diễn viên lồng tiếng cho One Piece cũng cực kỳ xuất sắc. Diễn viên lồng tiếng cho Luffy là Mayumi Tanaka, bà năm nay đã 65 tuổi. Nhưng chất giọng vẫn ổn định và đã lồng tiếng cho Luffy kể từ tập đầu tới giờ. Lồng tiếng cho một bộ shonen quả thật không đơn giản, đặc biệt là trong những cảnh hành động gào thét. Tớ đã từng khóc khi xem đến cảnh Robin khóc trong Ace Water 7. Câu nói "tôi muốn được sống" phát ra làm tớ rơi nước mắt ngay lập tức. Quả thật đối với tớ, chỉ từng này yếu tố đã khiến tớ không thể ngừng xem One Piece rồi. Nói về yếu tố nhân vật, tớ cực kỳ khâm phục Oda khi ông có thể sáng tạo hàng trăm nhân vật nhưng mỗi người lại mang một sắc màu riêng. Như tớ đã nói về tạo hình nhân vật ở phía trên, thì các nhân vật đều được đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục đến đầu tóc. Nhưng không chỉ tạo hình mà còn những câu chuyện của các nhân vật. Chính từ những câu chuyện đó mà xây dựng lên những màu sắc của nhân vật. Ví dụ như nhân vật Usopp, tại sao cậu nhóc này lại luôn nói dối? Tại sao cậu lại luôn pha trò? Usopp được tạo ra không chỉ với mục đích là nhân vật gây hài, mà cậu chính là đại diện cho những con người luôn khao khát được mạnh mẽ, dũng cảm. Phải xem các cậu mới biết, đằng sau thành Usopp hay pha trò lại chính là con người luôn bảo vệ lý tưởng. Bất chấp tất cả để bảo vệ những thứ mà cậu cho là quý giá, kể cả cậu có bị mọi người mắng chửi, phán xét, miễn là để thấy những người cậu yêu thương mỉm cười, Usopp cũng sẽ chẳng quan tâm. Đó chính là điều mà tớ thấy chỉ có Oda mới làm được. Mỗi nhân vật tạo ra đều mang một lý tưởng sống riêng, không có nhân vật nào được tạo ra mà vô dụng cả. Cũng chính ở những tập đầu One Piece với nhân vật Tobi, thoạt nhìn thì cậu ta thật vô dụng, nhưng để rồi khi gặp lại, Tobi lại trở thành một hải quân mạnh mẽ. Câu chuyện có thể là nòng cốt của bộ phim, nhưng nhân vật lại chính là những lý tưởng mà Oda muốn gửi gắm đến từng người đọc, người xem One Piece. Mỗi nhân vật đều mang một cá tính, màu sắc khác nhau, chưa kể còn được đầu tư về mặt hình ảnh, được các diễn viên lồng tiếng thổi hồn vào nhân vật, khiến nhân vật trong One Piece càng trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Có một fact nhỏ là Luffy đã vượt hàng nghìn nhân vật anime và được bình chọn là nhân vật anime tuyệt vời nhất, đứng thứ 12. Vậy nên, về yếu tố nhân vật, theo tớ, One Piece rất xứng đáng được điểm cao. Nói về cốt truyện thì theo tớ, One Piece cũng vô cùng thú vị, không hề kém cạnh các bộ anime khác. Oda cũng rất tinh ý trong việc dù chia ra thành các phần nhỏ, nhưng dẫn dắt từ phần này sang phần khác đều có chủ đích để mở ra một cuộc hành trình mới. Lần đầu tớ xem One Piece thì tớ thấy Luffy khá trẻ trâu. Tớ chỉ suy nghĩ có lẽ đây là một anime thuộc thể loại hài hước, nhưng không chỉ hài hước mà còn khá là căng thẳng. Cách mở ra một mối quan hệ của các nhân vật cũng vô cùng thú vị. Như tớ vừa nói, Luffy dù là nhân vật chính nhưng xuất hiện cũng có phần khá nát khi phải chui vào trong một cái thùng gỗ trôi lênh đênh trên biển. Ai ngờ đâu, về sau mới biến hóa ra anh Lu là con ông cháu cha. Có một đoạn ở đảo bánh xuất hiện trong manga.
khi Sanji đuổi Luffy đi bằng cách nói rằng Big Mom sẽ giết hết người thân của Lu. Đoạn đấy đáng ra phải là một đoạn căng thẳng, nhưng nghĩ đến ra người thân bá đạo của Luffy, tớ lại thấy câu nói của Sanji khá buồn cười. Tớ sẽ không nói người thân Luffy là ai, kiểu các cậu lại tụt hứng khi xem phim. Nhưng tớ đảm bảo, khi các cậu xem One Piece, các cậu sẽ thấy Luffy chẳng khác gì một nhân vật khá bình thường. À, tất nhiên là cho đến khi cậu bật mút ngầu lên. Các cuộc hành trình trong One Piece tuy có dài nhưng không quá dối, có thể dễ dàng theo dõi qua các S. Chỉ cần nhắc đến tên các đảo thì có thể mở ra ngay câu chuyện của nhóm mũ rơm trên hòn đảo đó. Ví dụ, khi nhắc đến đảo bánh, các cậu sẽ nhớ ngay đến Big Mom. Khi nhắc đến đảo trên trời thì sẽ nhớ ngay đến cuộc chiến với thành Enel. Vậy là các cậu đã đủ biết phần câu chuyện ấn tượng đến mức có thể nhớ ra các sự kiện chỉ bằng một vài chi tiết nhỏ. Ngoài ra, câu chuyện còn rất gây tò mò khi các cậu vừa xem hết tập này thì sẽ muốn bật ngay sang tập tiếp theo để xem các nhân vật hé lộ thêm những điều gì. Các tập luôn có những chi tiết nhỏ dẫn đến các sự kiện tương lai, khiến người xem sẽ hay suy nghĩ ra những giả thuyết thú vị về các tập sau. Vậy nên tớ khuyên các cậu, xem One Piece không nên xem tour, các cậu sẽ bị bỏ lỡ rất nhiều thứ đấy. Một trong những điều mà tớ muốn nói đó chính là filler. Nếu là fan của anime, các cậu chắc đã biết filler là gì. Nhưng tớ vẫn sẽ nói, dành cho các bạn chưa biết. Các anime được tạo ra đa phần sẽ dựa theo manga và light novel, One Piece cũng vậy. Nhưng để chuyển từ manga sang anime, các nhà làm phim phải buộc cho những thước phim chèn vào để đảm bảo bộ phim vừa đủ thời gian mà không chạy quá nhanh. Tránh trường hợp anime đuổi kịp manga, những thước phim chèn đó được gọi là filler. Có một điều mà tớ rất ấn tượng với filler của One Piece, đó là nhà làm phim thực sự rất quan tâm đến những đoạn phim filler đó, đặc biệt là những tập đầu của One Piece. Thay vì là những cảnh filler lặp đi lặp lại, nhà làm phim đã cho những cảnh rất ý nghĩa mà chỉ có anime mới có. Tớ rất ấn tượng một cảnh, đó là ở S Alabasta. Khi đó, Chopper là thành viên mới vào băng mũ rơm. Chú Tuần Lộc còn chưa hiểu về tinh thần đồng đội của băng mũ rơm và tất nhiên là còn đầy bỡ ngỡ với việc làm hải tặc. Zoro đã có một cuộc trò chuyện khá nghiêm túc về tinh thần đồng đội của băng mũ rơm. Tớ nghĩ chính những lời Zoro nói mà Chopper đã hiểu ra nhiều điều hơn về băng. Khi tớ xem xong, tớ đã không ngờ đây lại là một cảnh filler mà không hề xuất hiện trong manga. Chính nhờ đoạn này mà tớ nhận ra filler trong One Piece đặc biệt hơn tất cả những bộ anime khác. Nó không chỉ đơn thuần là những thước phim được chèn vào cho đủ số phút, mà nó còn mang những ý nghĩa làm thay đổi và phát triển nhân vật hơn. Câu chuyện One Piece ngoài các cuộc phiêu lưu còn là những câu chuyện mang đầy ý nghĩa. Tớ đã khóc khá nhiều lần khi xem bộ anime, không chỉ đơn thuần là những mẩu chuyện vặt mà nó thực sự mang cảm xúc mà khiến người xem phải thực sự cảm thấy buồn của các nhân vật. Các câu chuyện quá khứ không chỉ của các nhân vật chính mà ngay cả nhân vật phản diện cũng có những câu chuyện riêng của họ. Có những nhân vật phản diện khiến chúng ta phải thực sự khâm phục và đồng cảm cùng họ. Ví dụ như một nhân vật mà tớ khá thích là Seno Pink, anh chàng thuộc băng hải tặc của Doflamingo. Anh ta có tạo hình khá buồn cười khi tự mình mặc bộ đồ trẻ con sơ sinh. Nhưng đằng sau bộ đồ đó, Seno Pink lại là một người đàn ông chân chính. Anh ta sẵn sàng biến bản thân thành trò cười để đổi lại nụ cười duy nhất của người phụ nữ anh yêu. Khi đối mặt với kẻ địch, anh ta chấp nhận chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Dù là nhân vật phản diện, nhưng tớ phải công nhận Seno Pink đúng là một nhân vật mang đầy nghĩa khí của một người đàn ông chân chính. Tất nhiên trong One Piece, tình bạn và tình đồng đội được biểu hiện khá rõ, nhưng đặc biệt ở chỗ, nó được thể hiện theo cách rất riêng. Hãy lấy ví dụ như băng mũ rơm của chúng ta. Mỗi thành viên đều có một mục đích, một ước mơ riêng biệt. Zoro thì muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, Sanji muốn tìm ra All Blue, thuyền trưởng Luffy thì muốn thành vua hải tặc, tất cả đều có mục đích khác so với thuyền trưởng. Quả thật nghe qua, bề ngoài thì có vẻ như băng mũ rơm chẳng có tình đồng đội, nhưng tình đồng đội không thể hiện ở việc các thành viên có cùng chí hướng, các thành viên có che chở lẫn nhau hay không, mà nó được thể hiện ở việc các thành viên có làm tốt và có làm hết sức mình với vai trò mình đang nắm giữ hay không. Lần đầu tiên, tình đồng đội lại được thể hiện bằng tình cá thể. Như Zoro nói, mỗi người nên tự cố gắng làm hết khả năng của bản thân rồi nói với tên bên cạnh. Tớ làm xong rồi, tới phiên cậu đấy. Cậu mà không làm xong, tớ sẽ đá đít cậu. Đây cũng chính là câu nói trong một đoạn filler mà tớ vừa kể ở phía trên. Chính nhờ cách thể hiện tình đồng đội đầy độc đáo đã khiến tớ xem One Piece không phải là một bộ anime phiêu lưu nhàm chán. Tình bạn không chỉ thể hiện đơn thuần giữa người và người, trong One Piece, tình bạn còn hơn thế. Đối với các cậu chưa xem thì tớ phải thông báo một tin buồn, mà đối với các cậu xem qua rồi thì tớ xin phép gợi dậy lại một nỗi buồn cho các cậu bằng cảnh Going Merry buộc phải chia tay với băng mũ rơm. Đó được coi là một trong những cảnh buồn nhất trong One Piece. Merry gắn bó với băng mũ rơm qua những hành trình đầy nguy hiểm, không chỉ là một chiếc thuyền, Merry như người đồng đội đáng tin cậy với cả băng mũ rơm. Quả thật là lúc tớ xem lại cảnh này để viết kịch bản, tớ cũng phải rơi nước mắt. Biến một chiếc thuyền vô tri vô giác thành một biểu tượng của tình bạn. Oda quả thật là một người quá tài năng. Chính vì vậy, nếu các cậu nghĩ One Piece sẽ là một bộ anime mô típ tình bạn đầy nhàm chán thì các cậu sai rồi nhé.
Trong một buổi phỏng vấn, Oda cũng từng nói ông rất ghét cái kết kho báu One Piece là tình bạn. À, Thánh Oda còn nói, nếu ông phát hiện ra độc giả nào đoán được cái kết của One Piece, thì ông sẽ lập tức thay đổi nó để không ai dự đoán được. Nếu các cậu nghĩ One Piece dễ đoán, thì Oda sẵn sàng chấp nhận lời thách thức. One Piece không chỉ là một câu chuyện phiêu lưu đơn thuần, mà còn là câu chuyện đầy cảm xúc, từ tức giận, đồng cảm, vui vẻ đến buồn bã. One Piece đều có thể truyền tải đến người xem một cách vô cùng chân thực. Riêng về phần cốt truyện, tớ mạnh dạn chấm 10 trên 10 cho One Piece. Với những lý do trên thì tớ nghĩ các cậu nên xem One Piece. Con số hơn 900 tập, nghe thì rất to tát đấy, thế nhưng các cậu tin tớ đi. Một khi các cậu đã xem tập 1 thì chắc chắn sẽ ấn vào tập 2. Rất nhanh sau đó, các cậu sẽ cày hết thôi, vì bộ phim quá cuốn hút khiến các cậu không thể rời mắt được. Và đó là những lý do tại sao các cậu nên xem One Piece. Hãy comment ý kiến của mình phía bên dưới và đừng quên like, share và subscribe để chúng tôi có động lực cho những video tiếp theo nhé. Way to Read out.